Tháng 7 vừa rồi, doanh số bán xe chở khách cho các đại lý và môi giới xe hơi Ấn Độ đã giảm khoảng 1/3 so với tháng 6, xuống chỉ còn hơn 200.000 xe được bán ra. Và đây là tháng giảm thứ 9 liên tiếp và cũng là doanh số tồi tệ nhất kể từ năm 2000. Làm thế nào để vực dậy ngành công nghiệp ô tô là bài toán quan trọng đối với nhiệm kỳ 2 của Thủ tướng Narendra Modi, vì ngành này chiếm tới một nửa sản lượng sản xuất của cả Ấn Độ và là bát cơm của hơn 35 triệu lao động. Nếu ngành ô tô đi xuống, thì tất cả các ngành khác đều bị ảnh hưởng vạ lây. Thị trường lao động sẽ bị tổn thương, GDP ngành sản xuất sẽ đi xuống và nguồn thu ngân sách chính phủ cũng sẽ bị hao hụt. Thời gian gần đây, các nhà sản xuất ô tô, xe máy tại Ấn Độ đã cắt giảm khoảng 15.000 công ăn việc làm. Khủng hoảng thanh khoản trong lĩnh vực ngân hàng ngầm tại Ấn Độ đã làm cạn kiệt các khoản vay tín dụng dành cho các đại lý ô tô và cả người có nhu cầu mua xe. Cổ phiếu của hãng sản xuất ô tô hàng đầu Ấn Độ đã sụt giảm hơn 20% kể từ đầu năm. Những con số biết nói này cho thấy tăng trưởng GDP của Ấn Độ vốn đã ở mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua sẽ tiếp tục trượt dài trong thời hạn tháng 4 đến tháng 6 vừa qua, một khi các số liệu mới được công bố. Những dữ liệu không mới sáng sủa này cho thấy là ngành ô tô đang rất cần một gói hỗ trợ từ phía chính phủ. Ngành đã làm tất cả các biện pháp để kích thích doanh số, nhưng một gói cứu trợ từ chính phủ là rất quan trọng để ngăn chặn đà suy thoái sâu hơn nữa trong ngành. Trong cuộc họp với giới chức chính phủ vào tuần trước, đại diện ngành công nghiệp ô tô Ấn Độ cũng đã yêu cầu được miễn một số loại thuế, cũng như là hỗ trợ tài chính cho các đại lý xe và người có nhu cầu mua xe.